第八课，生活中不缺少美。一，听力。第一部分，第一到五题，判断对错。例如，我想去办个信用卡，今天下午你有时间吗？陪我去一趟银行。他打算下午去银行。Rồi bây giờ đáp án thế nào mọi người? Câu bài số 8 phần 1, câu 1 đến 5, câu 1 đúng. Đúng. Câu 2 sai. Sai. Câu 3 đúng. Câu 4 sai. Câu 5 đúng. Rồi giỏi. Không hiểu hả? Không hiểu sao đánh được? Vậy em là người giỏi nhất lớp rồi. Rồi bây giờ chúng ta nghe từng câu nha. Hiện tại, tôi 很少看电视。其中一个，只要。一。生活中遇到什么样的事情？生活中遇到什么样的事情啊？trong cuộc sống gặp phải cái bất cứ một cái chuyện như thế nào đó。我们无法选择。我们无法选择，chúng ta không có cách nào lựa chọn. 但我们可以选择态度。但我们可以选择态度。nhưng chúng ta có thể lựa chọn thái độ. 有一个能够带给我们快乐的方法。有一个能够让我们带来快乐的方法。Lựa chọn một cái có thể là một cái phương pháp là mang lại cho chúng ta vui vẻ. 我们才能选对心情。我们才能选对心情。选对生活态度。选对生活态度。心情可以选择。心情可以选择。对吗？Rồi câu 2. Xiao Li 最近心情不太好。Xiao Li 最近心情不太好。可能是上次比赛没有。可能是上次比赛没有。打好。没有打好。Có thể là lần trước thi không đánh không được tốt. Có ảnh hưởng. 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 Có ảnh 可能是上次比赛没有打好，受了影响。受了影响啊，tức là lần trước thi đấu không đánh không tốt bị sâu là ảnh hưởng là bị ảnh hưởng ha bị ảnh hưởng sâu là ảnh hưởng. Đang quay phim đấy đừng ngáp bự quá. Vui nha. 你最好找个时间跟他谈一下。你最好找个时间跟他谈一下。Tốt nhất là kiếm thời gian nói chuyện với anh ấy một chút. 让他不要有压力。让他不要有压力。Để cho anh ấy không bị áp lực. 好好准备下次比赛。好好准备下次比赛。准备 tốt cho kỳ thi đấu lần sau, 小李对上次比赛很满意。
小李对上次比赛很满意。满意吗？不满意。比赛的不好嘛，所以很闷。放，这人高内拉错了，赛。三。生气时不要急着下判断。Đó, chỉ cần nói chuyện cái là bỏ qua một câu liền là như vậy á, mất tập trung xíu thôi là hết nghe đó, nhớ nha. 生气时生气时啊，生气时可以tức giận. 不要急着下判断，不要急着下判断，再来，不要急着下判断。不要急着下判断。Không nên vội. Phán đoán. Vội gì? Phán đoán. À, ra cái phán đoán của mình, tức là ra cái quyết định của mình đó. À, ra phán đoán tức là ra quyết định của mình. 不做决定. 或者决定. Không ra phán đoán hoặc là quyết định, không đưa ra cái phán đoán của mình, hoặc là quyết định tức là không phán đoán cũng không quyết định luôn khi tức giận, bởi vì ta giận lên là phán cái gì là sai cái đó, quyết định cái gì là chật cái đó. Vì vậy, 此时做的决定. Vì vậy, chuẩn gì? Nghe lại nha. 不做决定。因为此时做的决定，因为此时做的决定，来一，此时来一，此时来一，这个词来来。此时lần này hay lúc này? Lúc này. Cái lúc này là cái lúc đang giận á nha. À, từ sự. Nhớ nha, cái chữ từ này là văn viết á là lần này đó. Từ sự tức là lúc này. Từ ti là nơi này. Từ sự chua tờ chế tinh. Lúc này mà ra quyết định á, cái quyết định mà được ra ở cái thời điểm này á, lúc này thời điểm này á. Hôm nay chắc nhiều người không tham gia học được vì không đúng cái ngày phong ca ha. Rồi nghe lại nha. Phụ tổ chế tinh. 因为此时做的决定，因为此时做的决定， bởi vì lúc cái quyết định được ra vào cái thời điểm này vào lúc này, nghe được ha? 很可能会让你以后后悔，很可能会让你以后会后悔。啊，那当然呵，因为你。Ý hâu hơi răng, ý hâu hơi phải không? Nghe lại nha. Tức là bởi vì cái quyết định thế này á, là sau này sẽ khiến cho mình hối hận. Rồi, nghe lại. Nó sẽ khiến cho mình là khiến cho bạn sau này sẽ hối hận nha. Nên là những đứa trẻ trẻ cái giận lên một cách thôi chúng ta đường ai nấy đi. Thôi chúng ta chia tay cái rồi sao biết không? Rồi ngày mai lát nó đi về nhà hối hận. Hay bùng bột vậy đó. 生气时别急着做决定。生气时别急着做决定。
lúc giận không nên vội ra quyết định, đúng không? Đúng ha. Rồi câu tiếp theo. 四. 你的办公环境. 你的办公环境. Môi trường văn phòng của bạn. 会影响你的心情. 会影响你的心情. Đúng rồi, sẽ ảnh hưởng đến cái tâm trạng của bạn đấy. Thế một cái môi trường văn phòng làm việc ồn quá hay là yên tĩnh nó sẽ ảnh hưởng ha. 如果环境干净. 如果环境干净. 环境干净 là môi trường sạch sẽ. Đúng rồi, môi trường sạch sẽ. 你每天都会感到愉快. 你每天都感到愉快. À, mỗi ngày đều cảm thấy vui. 所以如果你的办公桌很乱. 所以如果你的办公桌很乱. À, 很乱. 是时候改变它了. Đúng rồi, 是时候 là và đúng lúc á, là lúc. 是时候 là lúc ha. Là lúc cải tiến tha là lúc thay đổi nó rồi. Nếu như nó dơ quá thì phải là lúc thay đổi rồi. 办公环境对心情没有影响. 办公环境对心情没有影响. Chua ha. Dầu ảnh hưởng ha, có ảnh hưởng. Cho nên là cái nhà mình mà nó dơ thì mình sẽ bực bội. Các em xem cái video của Phượng Kali, một cô gái hình như là lấy chồng Mỹ, lấy chồng Việt Nam, người Việt Nam ở Mỹ. Cái dáng người cao cao, có xem qua video đó chưa? Chuyên quay về những người vô gia cư ở Mỹ á. Các em lên trên YouTube đánh là Phượng Kali, đúng rồi, K là chữ cờ á, cờ AK Kali á. Là sẽ có rất là nhiều cái video nói về người vô gia cư. Và các em sẽ thấy là những người sống vô gia cư á, họ sống ở cái đầu đường xó chợ, gốc những cái bụi cây các cái á, rất là dơ bẩn. Cái môi trường đó là họ vơ vét cái rác, cái gì cũng lôi về cái chỗ ở của họ, xong rồi để đầy xung quanh này. Và rất là hôi thối. Cho nên những cái người mà, cái đó là cái phước đó các em. Cái người nào mà phước lớn, tâm tốt thì cái môi trường sống nó rất là sạch sẽ. Còn cái tâm của mình dơ á, là thông thường nhà dơ kệ nó, mọi thứ để bề bộn kệ nó, tức là theo cái kiểu gì nha, gọi là gì, cẩu thả không? À đúng rồi. Cái người mà sống, bây giờ muốn biết một cái người đó là sống cẩu thả hay là sống tỉ mỉ kỹ lưỡng là cứ xem chỗ ở là biết nha. Mọi thứ vứt lung tung, không có trật tự, dơ thì biết rằng là cái tư tưởng cũng không được tốt nữa. Và cái người như thế này cũng khó mà giàu. Ít nhất nó cũng phải là tạm, mình không có thời gian suốt ngày sao, biết không? Suốt ngày là dọn dẹp cái dọn, nhưng mà ít ra là nó cũng phải là đừng có quá bê bối bầy hầy ha. Nó phải mọi thứ nó cũng gọn gàng tí. Rồi tiếp này. 5. Nghiên cứu phát hiện. Chứ. Nghiên cứu phát hiện. Thiền cái đồ gì? Chứ thiền cái đồ gì? Ăn những thứ đồ ngọt. 能使人心情愉快. 能使人心情愉快. Có thể khiến người ta tâm trạng vui. Quay nhiều quá thầy phải né cái màn hình ra. Không đúng á. Tại vì biết sao không, nó không có đáng. Mình coi nhiều cái màn hình nó phản chiếu mắt. Cho nên là quay thế này là nó trực diện nhiều quá là nó cũng không tốt. Như là mọi người ở ống kính phía sau không sao. Nhưng mà cái màn hình nó phản chiếu về. Ngày nào cũng vậy mà mỗi buổi là mình cứ ngồi trước cái màn hình gần quá khoảng chừng vài tiếng đồng hồ, nó ảnh hưởng mắt dữ lắm. 所以如果你觉得心烦. 所以如果你觉得心烦. Xin phản là gì? Tâm trạng rối bời. Phản là phản nào ha. Xin là trong lòng. Xin phản tức là trong lòng cảm thấy muốn phiền muộn. 可以吃点蛋糕或 có thể ăn một chút bánh ngọt.
折巧克力，剥折巧克力，或者苏格拉，嘛，吃一点点哈，吃太多会有糖尿病，bệnh tiểu đường á, ha, bệnh đái đường á, không phải là đứng ngoài đường mà là đái ra đường. Hả? Phá phang là gì? Pha. Không phải là phá pha phang. Pha là sợ chứ không phải là phá, phá là leo rồi. Rồi tiếp này. Trơ xế thiền đờ đông xì. Trơ xế thiền đờ đông xì. Có nâng hồi gây nì đại lại hào xin chỉ. Có nâng hồi gây nì đại lại hào xin chỉ. Có thể sẽ mang đến tâm trạng tốt cho bạn. Chứ thiền đờ đông xì. Nâng sử rèn xin chỉ biên hào. Chứ thiền đờ đông xì. Nóng sử rấm xin chỉnh tên hả? Đúng rồi, ăn những thứ đồ ngọt có thể khiến cho tâm trạng mình cảm thấy vui. Đố các em biết là ăn đường có bao nhiêu tác hại? Căn bản thôi, nói căn bản. Tác hại căn bản của ăn đường là gì? Béo. Rồi, đúng rồi. Cũng bị tim mạch à. Tiểu đường. Gì nữa? Không, không ăn thằng bút. Tim mạch nói chung là như khỏi. Chịu không? Nó ảnh hưởng đến không phải, nó ảnh hưởng đến cả cái trí óc con người nữa. Ăn đường nhiều là nó, cái đầu óc của mình á, nó không thông minh được. Đúng rồi, xem bột ngọt cũng vậy. Bột ngọt hoặc đường ăn nhiều nó cũng sẽ giảm trí nhớ của mình đi. Nên nhà thầy là nấu ăn chẳng bao giờ bỏ bột ngọt. Bột chỉ có là bỏ chút xíu hạt nêm á, nêm, hạt nêm cũng có bột ngọt đấy. Nó trộn sẵn rồi nhưng mà nó đỡ hơn thôi, còn mình cho nguyên ha bột bột ngọt vô là nó sẽ còn kinh khủng nữa. Người Bắc thì thích ăn bột ngọt. Thầy thấy rằng là đi ra ngoài ăn uống là thấy là người ta nấu ăn bột ngọt nhiều quá, ăn xong là hay bị khát nước kinh. Các em mà thấy là chắc các em ăn quen nên không thấy cả. Thầy mà ăn cái quán nào mà nấu đồ ăn mà thấy rằng là khát nước á, ăn xong cơm là cứ ăn xong mà khát nước dữ vậy, tức là người ta bỏ bột ngọt rất là nhiều, mình ăn không quen. Còn cái người ăn quen rồi không có cảm giác, tại cái vị giác á nó sẽ bị kích thích đó. Nó bị kích thích là cái người ít ăn bột ngọt mà ăn xong là cái vị giác bị kích thích mạnh, cho nên là nó sẽ rất là khát nước. Rồi, chúng ta học tiếp phần 2 này ha. Đi 2 bộ phận. Đi 6 到 12 题, xin chọn chú chính xác đáp. Ví dụ. Gái gia dầu lơ. Rồi câu 6. B. Câu 6 là B, đúng rồi. Câu 7. A. A, 8. A luôn. 9. D. D, 10. B. B, 11. D. 11 là gì? D. C. 12. C. C, rồi, giỏi quá, đúng hết rồi. Em sai là 8. Sai mấy câu? Một câu. Rồi, nghe nha. Điều. 马老师，大家都说您越来越年轻了。马老师，大家都说您越来越年轻了。cô Mã, ai cũng nói cô là càng lúc càng trẻ. 谢谢。哦，谢谢。啊，như vậy là thầy, thầy Mã chứ không phải là cô Mã. 谢谢。这话我爱听。这话我爱听。Đúng rồi, 这话 là những lời nói này, 我爱听, tôi thích nghe đấy. Cứ khen trẻ là ai thinh ha.
男的现在心情怎么样? 男的现在心情怎么样? Đúng là cái này mình đoán thôi. Vậy là gì? Mình đoán là khoai, khoai lờ. Tại vì khen xong anh ta chỉ nói là gì? Xie xie, chơ hoa của ai thinh. Cảm ơn những lời nói này tôi rất yêu thích nghe. Rất thích nghe như vậy là tức là xin chính khoai lờ. Đúng rồi đó. Alo, dĩ khoai thì không phải là khoai lơ, dĩ khoai ha, B. Tại vì câu A, câu C, câu D là đều không đúng tâm trạng. Cho nên là chỉ có câu B là đúng thôi. Rồi câu 7 nè. 7. 你喜欢听什么样的歌? 你喜欢听什么样的歌? Đúng rồi. Bạn muốn thích nghe cái loại nhạc nào? 我喜欢那些听起来浪漫的。我喜欢那些听起来浪漫的。 Tôi chỉ muốn nghe những loại mà khi nghe thì sao? Lãng mạn. Thính chỉ lại là khi nghe. Lãng mạn. 让人感觉放松. Phăng sung tức là được là nhẹ nhàng, được nhẹ nhõm, được buông lỏng, được nhẹ nhõm, phăng sung. Tâm trạng vui vẻ. Tâm trạng vui. Họ đang bán gì? Đúng rồi, âm nhạc. Cái con người mình á, ai cũng bị cái tình trạng là cơ thể của mình lúc nào cũng ở cái chế độ gồng cứng. Biết gồng cứng không mọi người? Mọi người bây giờ là không ai biết đâu. Tức là bây giờ là mình thấy mình đang ngồi như vậy nè. Nhưng mà thật sự là cái cơ thể của mình lúc nào nó cũng đang gồng. Mình không phát hiện đâu. Cho đến khi nào là mọi người tu thiền ha, bắt đầu là có kết quả của thiền định á, mình mới phát hiện ra thì ra là mình cứ hay tự nhiên là cái dây thần kinh của mình nó khiến cho các cơ tay chân của mình á nó đều gồng. Nhưng mà chính vì vậy là cái tâm trạng của mọi người, tất cả mọi người bây giờ đều đang sao, phải không? Chính vì cái dây thần kinh nó đang lúc nào nó cũng đang gồng, cho nên là cái tâm trạng mình lúc nào nó cũng bị stress. Còn cái người tu thiền mà nó đạt kết quả rồi thì sao, phải không? Tự nhiên là ví dụ như mình chạy xe á, mình nắm cái tay lái á, cái tay là không cần phải bóp rất cứng, rất là nhẹ nhàng. Cho nên mà sẽ thấy là những người thiền sư á, người ta tu mà có chứng đắc á, cái cách người ta nói chuyện rất là giống như là BD. Tức là sao, phải không? Cái tay chân rất là nhẹ nhàng, dịu dàng, có kiểm soát. À, là do là sao? Do cái kết quả của cái tu tập. Nên là chỉ khi nào chúng ta là tu rồi sẽ có được cái kết quả đó mình mới thấy. Cho nên cái từ phăng sung này chính là vậy nè. Phăng sung tức là được là buông lỏng người, thả lỏng người mình đó. Rồi tiếp. 8. Sư phụ, 我去火车站. Sư phụ, 我去火车站. 要多长时间? 要多长时间? 半小时能到吗? 半小时能到吗? Đúng rồi, nửa tiếng có tới được không? 现在不堵车. 现在不堵车. 不堵车. Bây giờ không kẹt xe. 现在不堵车. 估计15分钟就能. 估计15分钟就能. Chưa đứng tàu hả? Tàu. Đoán rằng là khoảng 15 phút thì có thể đến được. Chuy hỏa chơ trạng, xuy yào đô chẳng sử dien. Chuy hỏa chơ trạng, xuy yào đô chẳng sử dien. Đến trạm xe buýt cần bao nhiêu phút, bao nhiêu lâu? 15 phút. Đúng rồi, lúc nãy em nói là gì? Nếu mà không có kẹt xe thì 15 phút. Mà đây không có sử dụng phân trung thì chúng ta chọn
ý khơ. Ý khơ chính là 15 phân trông nha. Học bài số 8 của ba lê một câu rồi. Ý khơ tức là 15 phân nha. Nó lại không hỏi, nó lại không cho mình 15 phân mà nó lại nói ý khơ. Chiều. 这件事是我不对. 这件事是我不对. Đúng rồi, việc này là tôi không đúng. 我真的觉得很对不起您. 我真的觉得很对不起您. À, tôi thực sự cảm thấy là rất xin lỗi ông. À, 很对不起您. 没关系. 没关系. Không sao. 过去的事情就让它过去吧. 过去的事情就让它过去吧. Những việc qua rồi, quá khứ là sự kiện là những việc qua rồi thì cứ để cho nó qua đi. Nhiệt bie tài phong tại xin sao. Đọc lại, ní ye bie tài phong tại xin sao. Ní ye bie tài phong tại xin sao là để trong tâm, để trong lòng á, cũng đừng quá để trong lòng ha. Ha, đừng để trong tâm chi. 男的是什么态度? 男的是什么态度? Thái độ của người nam là gì? 没关系. À, 没关系, đúng rồi. Mạn y là không đúng rồi ha. Này là không phải tình trạng hài lòng đâu. Chứ câu D. Rồi. 你们在家听了多少次才打? 一次就打了. Hẳn ly hai là mấy hoài xe ông sinh hẳn tô chữ. Rồi, chi xì. Sì. Xa yi gà chú sư vò lò. Xa yi gà chú sư vò lò. Đọc lại, xa yi gà chú sư vò lò. Xa yi gà chú sư vò lò. Đáng gì? 下一个的 the next one is me. Cái người không phải 下一个就是我了, tức là tiếp theo đó nữa là tôi rồi đó nha, tức là cái người kế tiếp nữa là tôi rồi, là đến tôi rồi. 我突然有点紧张. 我突然有点紧张. Tôi bỗng nhiên có hơi căng thẳng, hơi hồi hộp á. 没事. Mấy sự. Không sao. Phong sung đẻ. Phong sung đẻ. Tức là gì? Thả lỏng người. Cứ thả lỏng người một chút ha. Cái người mà càng thả lỏng người á, lúc nào nó cũng sẽ là tâm trạng nó bình tĩnh. Còn cứ cái người mà căng thẳng lên á, mình thấy là tay mình sao biết không? Nó nắm đúng không? Khi mà ai chửi mình chắc là hai tay mình tự nhiên sao nó nắm lại. Mình coi phim mà những vị anh hùng phải không? Chửi nó quá thế là sao nó thay cái tén đấm lại, cái rồi cuối cùng á là sao nó đấm luôn. Đúng á, cho nên là cái lúc nào cơ thể mình cũng tập buông lỏng đi, nó sẽ đỡ bị căng thẳng nha. Thiền định là như vậy đấy. 像平时练习时那样就 hết nghe được luôn. Nghe lại. 像平时练习时那样就可以. 像平时练习那样 chịu khởi trang thính sứ thính sứ lên xí na giang này thính sứ là lúc bình thường, lên xí na giang là giống như lúc mình làm bài, làm bài tập, lên xí là bài tập á, tức là đừng có căng thẳng, cứ xem như giống như là ngày thường mà mình làm bài tập vậy thôi. Nữ đệ hiện tại tâm tình thế nào? 女的现在心情怎么样? Người nữ tâm trạng bây giờ sao? 几个有些, đúng rồi, 10B. 有些紧张. Đánh sai hả? Ừ? Có một chút căng thẳng. Rồi câu 11. 11. 那位司机的服务态度很不错. Đâu lại,
那位司机的服务态度很不错。 那位司机的服务态度很不错。服务态度很不错。服务态度 là thái độ phục vụ của cái người tài xế đó rất tuyệt. Hành bú chô mà đúng không? Hành bú chô là tốt ha, nha. Chứ không phải là rất tệ. Hành bú chô tức là rất tốt, rất tuyệt. Hành cha thì mới là rất tệ. Chúng ta chơi rất vui vẻ. Chúng tôi chơi rất là vui. Cơ bú sư. Khờ bú sư là gì? Hả? Giải thích rồi đó, từ khờ bú sư là gì? Nghe cái từ bú sư tưởng rằng là gì? Là không phải. Mà cái từ khờ bú sư là một từ đồng ý nha. Đúng thế. Nó lại vậy đó. Nhớ nha, người ta mà nói khờ bú sư tức là đúng thế. Cái này học trong bài học rồi đúng không? Từ này nè, khờ bú sư là đúng vậy. Mình đồng ý với người ta là nó là khờ bú sư, người Trung Quốc nó nói vậy đó. Còn nó là đại là tuy à, nó nói thế thôi. Tuy à, đúng thế. Ngày tiếp này. Chúng ta nên cảm ơn hắn. Chúng ta nên cảm ơn hắn. Chúng ta thật sự nên cảm ơn anh ta. Thật là tốt. Chúng ta nên cảm ơn hắn. Họ dự tính cảm ơn ai? Sư chi, tài xế ha. Câu C. Rồi câu 12. 12. 看你这高兴的样子. 看你高兴的样子. 看你这高兴的样子. Nhìn cái bộ dạng vui vẻ của anh. Cao xin na cao xin the yang zi là cái bộ dạng, cái dáng vẻ vui vẻ ha. Nhìn cái dáng vẻ là đang có cái gì đó trúng vé số Việt Lot hay gì đó. Vấn đề giải quyết rồi hả? Sì à. Sì à. Bài lão sư tí xin wǒ. Bài lão sư tí xin wǒ. Đúng rồi, thầy Bạch nhắc nhở tôi. Nhắc tôi ha, thí xin là nhắc, nhắc nhở đó. Mình quên hay là mình phạm sai lầm hay gì đó, người ta nhắc mình gọi là thí xin. Hoàn y chủng phương pháp thử thử. Hoàn y chủng phương pháp thử thử. Đổi một cái phương pháp khác thử xem. Vấn đề quả nhiên đã giải quyết rồi. Vấn đề quả nhiên đã giải quyết rồi. Vấn đề quả nhiên được giải quyết. 男的现在心情怎么样? 男的现在心情怎么样? Người nam tâm trạng bây giờ thế nào? Vui, vui, khoái. Rồi, 12C xong. 3. 第三部分第13到22题请选出正确答案例如把这个材料复印5份一会儿拿到会议室发给大家好的会议是下午三点吗改了三点半推迟了半个小时好 602会议室没变吧? Rồi, câu 13 đáp án nào? B. B. Rồi, 14. C. C. 15. B. B. 16. B. D. 17. B. B. 18. A. A. 19. C. C. 20. B. B. 21. B. B. 22. C. Rồi, giỏi. Có ai sai câu nào không? Sai câu 21.
Rồi nghe, câu 13. 13. 世界公园到底是不是在东边呀? Nói gì? Này, nghe lại, trả lời bên hả? 世界公园到底是不是在东边呀? Nó nói cái gì công viên? Có phải là ở... Sư bức sư chạy tông viên à? Có phải đi đồng không? Nhưng mà nó nói là cái gì công viên? Công viên thế giới hay công viên gì là nghe nha? Nghe lại. 世界公园到底是不是在东边呀? 世界公园到底是不是在东边呀? Công viên thế giới rốt cuộc có phải là ở bên phía đông hay không? À, đúng là. Rồi nghe lại lần cho nó ấn tượng luôn nè. 世界公园到底是不是在东边呀? 怎么还没到? Chờ nó hãy mấy tỏ sao vẫn chưa đến? 肯定没错. Khẳng định là không có sai. 估计再有几分钟就到了吧. 估计再走几分钟就到, đoán rằng là đi vài phút nữa thì đến đây. 再晚了我们就来不及看节目了。再晚了我们来不及看节目了。再晚了tức là muộn hơn nữa thì chúng ta sẽ không kịp xem chương trình rồi. À, lại cu chỉ khan chỉ mu là không kịp xem chương trình. Bia đan xin, xa wu hai yu na. Bia đan xin, xa wu hai yu na. Xa wu hai yu na, đừng bận tâm, buổi chiều còn mà. Nữ de xin zai xin qing zen me yang. Người nữ tâm trạng bây giờ sao? Đúng rồi, cháu chị đang nóng lòng đó ha. Nóng lòng. Sư chia là thế giới à. Sư chia sang. Rồi nghe tiếp này. 14. 你今天心情不错. 看样子有什么好事? 看样子有什么好事? Rồi, 看样子 trông có vẻ có gì tốt lành hả? 告诉你一个好消息. 告诉你一个好消息. Ờ, nói cho bạn biết một cái tin vui. 我通过法律考试了。我通过法律考试了。 À, em đã thông qua thi rồi. Alo. 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 À, hôm nay em đi. Hôm nay thầy bận. Hả? Hả? Hôm nay bận việc rồi, bận. À, đúng rồi, em đi à, nha. Có thể đăng luật sư rồi. Có thể đăng luật sư. Lý sư. Làm luật sư, đúng rồi. Có thể làm luật sư rồi. Có gì tăng lý sư là tăng là chữ làm á. Tăng chinh lý chữ tăng. Thái hảo là. Thái hảo là. Lào thông xuế, chơ cơ chân sư cơ hảo xiao xì. Lào thông xuế, chơ cơ hảo. Lào thống xế chơ chân sư cơ hảo xeo xì. Chơ chân sư cơ hảo xeo xì. Đây thật là một tin vui. À, bản học Lào thống xế tức là bản học là lâu năm, bản học là cũ đó ha. Xie xie, chào, wo men bian zou bian tan. Xie xie, chào, wo men bian zou bian tan. Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. 女的为什么高兴? 女的为什么高兴? Người nữ vì sao vui? 通过考试了. Đúng rồi, 通过考试 là gì?
Đúng rồi, vượt qua được kỳ thi rồi. Pass the examination. Thiên vô tùng. Mắc cười lắm ha, gặp cái bà Trung Quốc á. Cái bà Trung Quốc cũng muốn tham gia đi chùa tu tập ngồi thiền tối thứ ba này. Tuần mấy tuần trước với tuần tối hôm qua đi trong cái đám đông cái mấy huynh đệ cùng một chùa thấy ô sao là lần này là thấy là nghe huynh này là nói tiếng Anh nữa. Mỗi khi chỉ biết là tiếng Hoa thôi, nhưng mà gặp cái bà Trung Quốc này thì bà biết giỏi cả tiếng Anh, cho nên là khi mà gặp mấy huynh đệ đó là không biết tiếng Hoa, chỉ toàn nói tiếng Anh, cái thấy là tiếng Anh tiếng Hoa gì mình cũng sọ láng hết. Nên là cái lợi thế mọi người mà giỏi ngoại ngữ hay lắm á, tiếng Anh tiếng Hoa mà đều giỏi là sau này là đi khắp thế giới dùng, nước nào cũng dùng được hết, rất là hay. Thứ 15. 这里的景色真美。 Đúng rồi, cái cảnh sắc ở đây thật là đẹp. Không khí cũng rất trong lành. Tầm ý ạ? Xin chỉnh hào xế lạ mà? Tâm trạng thế nào, tâm trạng đỡ hơn chưa? Hào xế lạ mà? Hào đua lạ. Hào đua lạ. Dạo này áp lực lớn. Hào chiều đô mấy trông mà phong sông lạ. Hào chiều đô mấy trông mà phong sông. Lâu lắm rồi cũng không được là thư giãn như thế. Thả lỏng người tức là được thư giãn như thế. Chân sự xie xie nì. Chân sự xie xie nì. Thật là cảm ơn bạn. Bố khờ chì. Bố khờ chì. Nữ đã hiện tại tâm tình thế nào? Nữ đã hiện tại tâm tình thế nào? Người nữ tâm trạng bây giờ ra sao? Phan sung. Thần phan sung. Rồi 16. Sì liu. Xiao jie, nǐ shì jīn tiān dì yī ge lái wǒ men chāo shì de kè rén. Tức là gì? Chỉ là người đầu tiên đến siêu thị của chúng tôi ngày hôm nay. Vậy là được tặng quà. Cảm ơn bạn. Thật là vui quá. Đây là sô cô la. Chơ sư của mình chào sư sông nín tờ chào khơ ly. Thì cái từ chính chính là chào khơ ly ở cuối cùng. Đây là sô cô la siêu thị chúng tôi tặng cho chị. Chú nín câu vụ yu khoai. Chú nín câu vụ yu khoai. Chúc chị mua hàng, mua sắm vui vẻ. Xie xie. Xie xie. Nữ đã vì sao mà hẳn cao xinh? Người nữ vì sao rất vui? Đã bao lì vua. Việt Nam mình có cái vụ này không ta? Chắc không có ha. Chí. 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 Cái hoạt động lần này rất thành công. Chúng tôi đã hoàn thành công việc giao cho công ty. Nghe lại ngay, gọi mình gì?
活动非常成功。啊，我们顺利完成了公司交。我们顺利完成了交给的工作。完成了cái gì工作？设立là thiết lập 啊，thiết lập và hoàn thành. Sơ sơ ly từ sơ giống như chữ mấy nhưng mà đây là bổ ngôn. Ly lập á, thành lập á, sơ ly. Sơ ly là thiết lập. Ly lây ly, ly là lập á, thành lập á, chứng ly là ly. Ghi chữ ly ghi vậy có hiểu không? Nghe lại này. Trời sự hoạt động phi thường thành công. Chúng tôi đã hoàn thành công ty giao. Công ty giao cho chúng tôi. 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 Công đọc lại, nâng dầu chơ mơ ta tờ chẳng chi. Nâng dầu chơ mơ ta tờ chẳng chi. Có thành tích lớn như vậy. Chủ yếu là nì mân công dụ nỗ lực. Chủ yếu là nì mân công dụ nỗ lực. Chủ yếu là do các anh làm việc chăm chỉ, công dụ nỗ lực. 难的是什么心情？难的是什么心情？tâm trạng người nam là tâm trạng như thế nào? Phi chẳng cao xinh. Câu B. Rồi câu 18. Mười ba. 电影七点开始。电影七点开始。下了班去，来不及了吧？下了班去来不及了吧？tan ca xong rồi đi là không kịp nữa chứ. 应该来得及。应该来得及。có thể là vẫn kịp. 可是那个时候堵车很严重。可是那个时候堵车很严重。nhưng lúc đó kẹt xe rất kim nghiêm trọng. Chú tú chơ yê bù hào đả. Chú tú chơ yê bù hào đả. Xe taxi cũng rất khó đón. Tà chơ tức là đón xe nha. Chú tú chơ yê bù hào đả. Xe taxi cũng rất khó đón. Bù hào đả tức là khó đón xe. Bù yông đán xin. Bù yông đán xin. Đừng lo lắng. Đừng worry. Wǒ men zuò dì tiè qù. 我们坐地铁去。chúng ta ngồi tàu điện ngầm. 很快的。很快的。rất nhanh. Việt Nam mình sắp có tàu điện ngầm rồi đó. Hôm nay thấy quảng cáo trên báo chí này, trên trang báo điện tử. Làm cách đây 2 năm rồi biết không? Tuyến từ từ bến xe không phải bến xe, chợ Bến Thành. Chợ Bến Thành là tới Suối Tiên á, làm cái trục tàu điện ngầm như vậy đó, để từ trong nội thành á là đi ra ngoài rất là nhanh ha, đi ra Suối Tiên là cái đoạn đường bắt đầu là đường quốc lộ rồi, thì cho nên sau này là nó sẽ làm nối dài dọc theo cái tuyến đường quốc lộ á, để sau này là từ Bắc chí Nam luôn á, là đi tàu điện ngầm là sẽ là bảo đảm không kẹt xe, chạy rất nhanh nha, rất là nhanh luôn, nó có thể chạy mấy trăm cây một giờ á, đi mấy trăm cây số á. Giống như nước ngoài vậy đó. Nước ngoài đi làm ví dụ như là đi 200-300 cây, ôi khỏe ghê. Thật đấy. Ví dụ từ đây mà đi làm hay là đi chơi khỏe lắm.
7. Đúng rồi, từ đây đi Đà Lạt là mất bao nhiêu cây ta? Khoảng chừng có khoảng 300 cây à, phải không? 300 cây là đi hết 7-8 tiếng. Mà sau này mà nếu như mà có tàu điện ngầm là mình thấy là rút ngắn lại đi có rất nhanh, chừng 2 tiếng xong. chạy rất nhanh. Thì khi nào là Việt Nam mình có cái tàu điện ngầm từ Bắc chí Nam thì lúc đó là nền kinh tế mình mới phát triển nhanh. Và nhiều người lúc đó là đi không cần đi máy bay, đi tàu điện ngầm rất nhanh. Chủ đầu tư là người Nhật. Xong rồi là nhập cái máy khoan, các em biết không? Cái máy khoan đường hầm nó to bằng cái căn phòng mày à. Nó to hơn luôn cái máy á, nó chui dưới hầm á, nó chui sâu khoảng chừng 60-70m đến 80m. Tức là sâu dưới những cái tòa nhà cao tầng á, người ta phải làm cái cọc mà đóng sâu vô dưới đất này thì nó phải sâu xuống hơn nữa, âm hơn nữa. Là nó khoan đến đâu là nó đưa đất á, là vận chuyển đi. Cho nên là rất là hay. Nhưng mà khi họ làm như vậy là còn phải là có, nói chung là nó khá là nhiều kỳ công. Rồi nó còn bê tông á, biết không, nó khoan đến đâu á, nó vận chuyển đất ra liền á, là nó vận chuyển theo cái đường ray, đưa đất đưa ra xong rồi nó đưa cái bê tông á, bê tông đúc sẵn á nha, là lắp vô, nó khoan đến đâu xong lắp vô, nó khoan đâu lắp vô là thành ra rất là cứng. À, và những cái đường hầm mà như đèo Hải Vân như vậy nè, là đường bằng đá luôn á, nó còn khoan xuyên qua, thì cái tàu điện ngầm là chỉ là đất nhiều, không ăn thua ha, hay á. Các em trên lên YouTube xem là sẽ biết cái công trình người ta làm. Nam tử đan xin sẩn mơ. Nam tử đan xin sẩn mơ. Người nam lo lắng cái gì? Tủ chơ. Đúng rồi. Đi 19-20 是根据下面一段话。香蕉是一种快乐水果。香蕉是一种快乐水果。来一。对了。啊，对了，香蕉是一种快乐的水果，哈。对了，một loại trái cây vui vẻ。thế thì phải nghe xem coi tại sao。因为吃香蕉。因为吃香蕉。能帮助人减轻压力。能帮助人减轻压力。có thể giúp con người giảm bớt áp lực. 帮助人减轻压力. thấy là nghe của mọi người khá hơn đấy. không phải, cái trình độ của mọi người là sau khi nghe 3-4 bài sau là bắt đầu nó dễ nghe hơn. các em thấy đúng không? giờ ở nhà luyện nghe nó đỡ hơn mà. tức là 3-4 bài đầu là mình rất là khó nhưng mà sau khi luyện nghe rồi mình thấy là nó đỡ hơn nhiều, càng lúc càng giỏi. Nghe xong đó, tập 2 nữa là mọi người yên tâm thi đậu nha. Rao rẫn cao xin. Rao rẫn cao xin. Bên ngoài, xiang jiao hai yu hẳn tố hào chu. Bên ngoài, xiang jiao hai yu hẳn tố hào chu. Bởi vì chuối còn có rất là nhiều lợi ích, hào chu lợi ích đó nha. Hào chu là lợi ích đó. Suy giao chén sử giang giao. Suy giao chén sử giang giao. Trước khi ngủ ăn chuối. Nói rằng nhỉ suy đã cân hảo. Nâng rằng nhỉ suy đã cân hảo. Nâng răng nỉ suy đất cân hào khiến cho bạn, giúp cho bạn ngủ ngon hơn. Đua chứ xiang jiao. Đua chứ xiang jiao. Đuổi của mình đất phí phú hẳn hào. Đuổi của mình đất phí phú hẳn hào. Rất tốt cho da của chúng ta. Ở chế, xiang jiao hãy dụ bú chua đất giảm. Giảm phí. Xiang jiao hãy dụ bú chua đất giảm phí công năng. Phí hiệu quả. Giảm phí hiệu quả. Còn có cái hiệu quả giảm cân rất là tốt. 19. 吃香蕉能给我们带来什么? 吃香蕉能给我们带来什么? Nó rất là nhiều hiệu quả nhưng mà mình chọn một cái mà trong bài có nhắc. Đó là gì? Quay.
快乐。Nhưng mà ăn chuối, nói là ăn nhiều cũng không tốt, biết tại sao không? Nó dư chất kali. Chuối mà là với lại chuối mà vừa chín tới, mà chuối rất chín, nó khác nhau nữa nha. Đó, nó nói chuối gì vậy thầy? Hả? Nói chung chung luôn á. Nhưng mà mỗi loại chuối thì nó lại có chất khác nhau, nhưng mà căn bản là nó có những cái chất là giống nhau. Nhưng mà các em biết là có những cái bài viết về nó ăn chuối á, cái chuối vừa chín tới nha là ăn tốt nhất, là nó có chất xơ rồi đường vừa phải nha, nhiều vitamin. Còn nếu mà cái chuối mà rất chín á, tức là chín mà cái da nó chín mà là da sẫm màu rồi á, cái chuối đó ăn là nó có hại hơn là lợi, biết sao không? Cái lượng đường rất cao, mà cái người nào mà chung chung niên mà ăn vô là sẽ bị tiểu đường, dễ bị tiểu đường, dư chất kali nữa, và hàm lượng vitamin khoáng chất là vitamin không còn không đáng kể nữa, tại vì chín quá là vitamin sao biết không, nó mất. Cho nên là ăn chuối là vừa chín vỏ là thấy là vừa ăn, là ăn chuối đó là tốt nhất, nó khác nhau như vậy. Nhà thầy cũng đang trồng chuối, đầy một vườn chuối. Chuối mà các em biết là nó to dữ lắm. Một quầy chuối là mấy chục ký. Tính ra là một nải chuối á, một nải là nó có thể là 5-6 ký. Các em biết là cái loại chuối mà lâu lâu người ta bán không được, người ta bán rau bán ngoài đường là 5-6 ngàn đồng ký á, là cái chuối đó. Cái chuối đó gọi là chuối Đài Loan, chuối mô Đài Loan. Chuối này là Việt Nam mình trồng rất là nhiều và để xuất khẩu sang Đài Loan, Trung Quốc, Hàn Quốc á, xuất khẩu sang nước ngoài đó. Nhưng mà cái chuối đó nếu như mà trong trường hợp là trong cái tháng đó trục trặc gì đó mà không xuất đi được á, là bắt đầu là bán tống bán tháo, là bán 5.000, 4.000 ký á. Còn nếu mà bán xuất khẩu được là giàu luôn, là mười mấy 20.000 một ký. Mà các em biết rằng là một quầy mấy chục ký là 700-800 ngàn đấy, một quầy thôi đó. Tới cái chuối đó là sẽ là cắt xong, là cắt ra từng nải nải nha, rồi nhúng qua cái nước xử lý làm cho sạch, làm sạch chuối á, xong rồi đóng hộp bỏ vô cái bọc ni lông, cột lại bỏ vô cái thùng giấy, đóng hộp dán tem, rồi mới xe tải mới chở đi, đóng hộp ngay tại vườn luôn á, là dán đóng hộp xong rồi một cái là mark in Việt Nam, là sau đó chỉ xuất khẩu thôi chuối đó. Và chuối đó chỉ trồng một cái cây con á nha, là lấy một lần chuối thôi, tức là cái cây con này á là lớn lên bao nhiêu chuối nhỏ chặt hết, không để chuối con lên, là chỉ để một cây chuối, là cái cây chuối nó rất là bự và nó rất là ngọt, là đến khi mà thu hoạch một lần á là chặt hết toàn bộ xong rồi lại trồng lại từ đầu, cho nên là một năm chỉ được có một mùa thôi cái chuối xuất khẩu này đó. Mà hiện tại Việt Nam mình đang trồng rất là nhiều loại chuối này, nhà thầy đứa em nó cũng trồng này đó. À, lớp này chưa có điều kiện về qua nhà thầy chơi ha, học 2 năm mấy ha. Sắp như thầy, nói biết nhà thầy đâu. Đúng rồi, thậm chí nhà Bình Dương đây còn chưa biết cơ mà, nói gì đến xa xôi nhà dân quê. Chưa đi chơi với nhau, Rồi tiếp. Ơn sử, Gân chữ trợ đoạn hoa, 以下哪个不是香蕉的好处? Căn cứ cho đoạn hoa bú sư xiang chào đào hảo chú. Theo như đoạn văn dưới đây là cái nào không có phải là cái lợi ích của chuối. Đúng rồi, răng lạnh trong miệng, tức là cái răng lạnh trong miệng này không được đề cập tới nha. Nó là răng lạnh khoai lơ, thị phu làm sao? Theo lang, đẹp da, ngủ ngon, đúng không? Cái đó là nó có nhắc tới. Rồi câu 21-22 nghe nha. Đề 21-22 是根据下面一段话。科学研究证明，天气。科学研究证明 là khoa học nghiên cứu khoa học và chứng minh rằng. 会影响人的心情。下雨会影响人的心情。
mưa sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của con người, có không? Khi mà mưa vừa vừa mình thấy nó vui, mà mưa lớn, mưa tầm tã, mưa mà mưa suốt mấy tiếng mình thấy làm sao? Rầu, buồn. 不同的天气会给人带来不同的感情变化。 不同的天气，来，来，来，从头来呢。科学研究证明，天气会影响人的心情。啊，天气会影响人的心情。thời tiết sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của con người。不同的天气会给人带来不同的感情变化。不同的天气会给人带来不同的心情变化。Sẽ mang đến cái tâm trạng thay đổi khác nhau, bu thống rất là khác nhau. 晴天会让人变得轻松. 晴天会让人变得轻松. Trời nắng đẹp, thời tiết đẹp á, sẽ khiến cho người ta có cái tâm trạng sao vui vẻ nhẹ nhàng. 觉得心情愉快. 觉得心情愉快, cảm thấy là tâm trạng vui hơn.阴天容易使人感到难过。阴天容易使人感到难过。trời âm u thì sẽ khiến cho tâm trạng người ta buồn bã。干什么事情都没有精神。干什么事情都没有心情。làm việc gì cũng không có tâm trạng, mấy giờ xin chỉnh, xin chỉnh là tâm tình á.Tức là tâm trạng á. Xin chuyển. 有些人在下雨天会去。有些人在下雨天。Có một số người trong lúc trời mưa, 下雨天 tức là trong lúc trời mưa. 得很舒服。觉得很舒服, cảm thấy rất là dễ chịu. 变得安静下来。变得安静下来。Trở nên điềm tĩnh hơn, an chính là cái tâm trạng mình sao nó yên lắng hơn đó ha. 下雪天会让下雪天下雪không khi tiết trời 下雨也下雪下雨下雨nói rồi 下雪天人兴奋会让人兴奋hưng phấn兴奋对我们的身体也有好处。对我们的身体也有好处。对于身体的，chúng ta cũng có lợi ích。二十一，根据这段话，哪种天气会使人觉得不舒服？根据这段话，哪种天气会让人觉得不舒服？阴天。đúng rồi, câu B, 阴天。Trời âm u tối, trời tối âm u đó. Hai mươi hai. 根据这段话，晴天会让人的心情怎么样？晴天会让人的心情怎么样？tức là trời nắng thì sẽ khiến cho tâm trạng ta thế nào? Cao xinh, vui, đúng rồi.Vậy là câu 22 câu C ha. Hết chưa? Rồi hết. Vậy là bài 9 bài 10. Thứ 6 mình nghe hai bài ha. Thứ 6 là bài 9 bài 10 là xong quyển này. Thứ 6 này là 20 tháng 11. Là nhắc lớp là không có mua bất cứ quà gì đặng thầy không có nhận nha. Nói trước là có khi có mọi người là có khi cũng quên đấy.Quên đó nhưng mà thôi thì thà thầy nhắc không có nhận bất cứ một quà gì nha. Không nhận quà, không nhận tiền.